Khi mình hiểu đạo rồi thì cái chuyện bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, đi chùa, tu tập, mình không thể bắt chước được ai cả. Tại vì mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, mỗi người nghèo và giàu khác biệt, và mỗi người có trách nhiệm liên hệ với mình nó không giống nhau đâu. Đừng thấy người ta một tháng ở chùa 30 ngày bắt chước đi 30 ngày thì thưa các vị đổ nợ. Tại sao vậy? Ta còn tiền bưu tiền bổng, ta còn nuôi bố và mẹ, ta còn có ông chồng vô cùng khó tính, vắng nhà 3 ngày là ổng hầm hè rồi. Thế thì thưa các vị đừng có bắt chước nhau. Thế cho nên xin thưa rằng đây là nhận diện về mình, tùy duyên hành đạo nghe.